bất ngờ tuyên bố tạm đóng cửa quán cơm của Domisi, Piu Piu và Semesis sau 2 ngày hoạt động. Ngay sau khi ra mắt, quán cơm tấm xà bỉ trưởng của đội streamer Domisi, Piu Piu, Semesis đã tạo nên một làn sóng không hề nhỏ trên mạng xã hội, hàng loạt review khen chê khác nhau. Trong đó có không ít người bày tỏ sự hụt hẫng về hương vị. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận rằng chỉ trong một vài ngày ra mắt, xà bì trường đã nổi như cồn trên mạng xã hội. Cùng với đó là hàng loạt đơn hàng với hình ảnh xếp hàng đông nghịt người của shipper, một điều mà hầu như hàng quán nào cũng mong ước. Thế nhưng vừa mới đây, vài giờ đồng hồ ngày 20 tháng 6, quán bất ngờ tuyên bố tạm thời đóng cửa. Cụ thể, thông báo trên fanpage cơm tấm xà bì trưởng cho biết sẽ bắt đầu đóng cửa kể từ ngày 20 tháng 6. Lý do được đưa ra là nhằm phòng chống dịch bệnh tốt hơn, đồng thời quán cũng sẽ tranh thủ để cải thiện những bất cập được đóng góp trong vài ngày qua. Trước đó, vào chiều ngày hôm qua ngày 19 tháng 6, quán cũng thông báo rằng sẽ hạn chế hoạt động trên ứng dụng giao hàng và chỉ bán hàng mang về. Hiện tại, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra hụt hẫng vì vẫn chưa kịp ăn thử sau 2 ngày mở cửa. Vậy còn bạn, bạn đã thử qua các món trong xà bì trưởng chưa? Nếu rồi thì đừng quên để lại comment dưới video này nhé!